sống và hành trì theo chánh pháp là cúng dường tối thượng. Mỗi khi tôi nhận được hình ảnh trưng bày phẩm vật, hương hoa màu mè, dườm già, cúng dường trước tượng Phật, là tôi nhớ đến lời dạy này của Đức Phật trong đêm cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt. Ngài đã thấy trước, biết trước và căn dặn chúng ta phải làm những gì cần thiết và quan trọng để cúng dường Ngài không phải những phẩm vật hình thức kia, mà là sự nỗ lực học, hiểu và hành theo những gì Ngài đã truyền dạy. Này Ananda, các cây sa la bỗng nhiên trổ đầy hoa trái mùa. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân như lai để cúng dường. Những thiên hoa mandarava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân như lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân như lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường như lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường như lai. Nhưng này Ananda, đó không phải là sự kính trọng tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính như lai. Nếu có tỳ khiu, tỳ khiu ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp thì những người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường như lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, hãy thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Này Ananda, các ông phải học tập như vậy. Lược trích Đại Kinh Bát Niết Bàn, Trường Bộ Bài số 16 Cư sĩ Bình An Sần